bà ấy như gì? Ờ. Là bà ấy tên là bà không biết. Đấy, bà ấy tên là bà gì? Bà Gươm, bà Gươm đấy. Ờ, nhưng mà năm nay năm ngoái là được bao nhiêu tuổi rồi? Cũng nhiều tuổi đấy. Sáu mấy mà. Vâng. Nhưng mà cười. Bà vừa gánh bà vừa khóc dọc đường. Cũng như buồn cười vào đấy. Nhà cháu có mấy người cháu? Cháu có 5 người. 5 người à? Đấy, cháu có bố đầu tiên. Ờ, bố là họ gì cháu? Phùng Văn Cầu. Phùng Văn Cầu này thứ mấy? Có tính cả chị gái. Là bố cháu. Ừ, không, bố cháu nhưng mà trên bố cháu có chị gái không? Ui, nó nhiều lắm. Còn nhiều. Thầy bảo ấy, đúng rồi. Bác nào với bác nào? Có ba bá, một chú. À, ba bá thì sao mới đến bố cháu gì? Vâng. Thế bố cháu là thứ tư. Sinh năm bao nhiêu? 11 tháng 9. Sinh năm 50. À, sinh năm 50 ạ. Sinh năm 50 thì năm nay chả được 73 tuổi rồi còn gì nữa. Vâng, 73. Thế mà khỏe thế. 73 đấy. 50, năm nay 2. Bên cháu. Ừ, cháu là Phùng Văn. Cháu là Thư Mây. Út. Là Út. Cháu là thứ 6. Cháu sinh năm bao nhiêu? Năm 92. Năm 92 á? Năm 92 thì là đi năm nay được 31 tuổi. Vợ cháu. Vợ họ gì? Lưu Thị Thành. Lưu Thị Thành này thứ mấy? Là thứ 3. À, cũng sinh năm 92 à? Năm 91. Là 91 à? Năm 91 này đi 32 tuổi. Đây con. Từ thân thiên. Con trai gì? Vâng. Thằng này thứ nhất được bao nhiêu tuổi rồi? 2012 à? 2012 là 11 tuổi. Con gái à? Con trai. Cũng con trai. Bao nhiêu tuổi? 36. Năm 2022. 22 vừa đẻ như gì? Vâng. Là 1 tuổi hết tuổi nhỉ? Hết chưa? Hết rồi. Hồ công của cháu. Con lầm thượng. Lầm thượng. Thôn Lầm Hạ đấy à? Lầm Thượng. À, thôn Lầm Thượng. Đúng rồi. Thôn Lầm Thượng. Làng Lầm. Đây là dân tộc hay người Kinh? Tộc Kinh. À. Người Kinh nhỉ? Thế thôi hả? Thế bây giờ ai là người ốm? Vợ cháu. À, vợ ốm hả? Xong rồi tiền bạc xem con. Mùa mà thì có gì thôi. Nó xem đại. Ừ. Cũng là xem hết. Bác là đi bà ngoại bảo bà ngoại ơi. Bà then kia về làm cho bà khỏi. Bà phải đi xuống theo bà đấy học then đi. Bảo thế. Mẹ cháu á? Ừ, bà ngoại ấy. Bà phải đi theo bà đấy học then đi mới được, bà ấy làm cho khỏi được. Thế như là ý bà là không thể làm then luôn sao? Tiếp là năm ngoái làm bà ấy chả bắt đặt bà nào được pha ấy. Ý là bà mẹ đó muốn làm then luôn đúng không? Ừ, năm ngoái bắt đặt. Như thế không được không? Sao không được? Được. Được, nhưng mà bố cháu khóc không cho đặt ông ngoại. Khóc, khóc bảo bà xin bà khất cho thôi đừng cho con đặt. Sợ đi làm then mà. Ừ, hôm đấy bắt đặt bàn luôn mà nhưng mà bà không đặt thì chi chuộc hết mình mà có pháp rồi đặt lên làm then đi bà không đặt cho đặt chứ. Không phải nhà không. Ừ không phải con bố thì tiếc nhà hai cái tiểu tiếc. Ừ đi là nhưng mà làm rồi bây giờ phải làm mà tốn kém rồi chặt chẽ đâu vào đấy rồi thì bây giờ mình làm thầy thì mới được ăn chứ. Nó mới thành thầy chứ không làm được thì làm sao mà thành được. Làm sạch đi mới được này. Làm hết sạch còn nữa. Tí nào cũng phải làm ra. Nhà mày làm đi đi ơi. Hả? Bảo
bây giờ nào vẫn chưa làm cho nhưng vẫn đi có tem vẫn đi mà vẫn đi theo then đấy gì ừ thì là bài giống đi đâu ừ thì có những cái chỗ nào người ta có người làm then là, là biết là bài đến đúng rồi. Ừ. Chứ bạn chưa đi theo ai cả chưa theo ừ. Đến xem về các thứ เข้าตู้เลือนฟุงจาบาฟุงเสบโ
vua cha tí cờ chừng mừng cờ cây lột nam đào xăm ví siêu lung canh xăm siêu san lao tăng hết bộ đầy viên tăng kinh bộ đầy chính lao mở tí tí phân mổ canh xăm lạc mớ ổ phân xăm ba ca sầm dưỡng bóc xa khoăn bác quan sầm dưỡng và xa khảy lùng nam nhắn chín xa lại tu còn nam soi hương mư lại tàm soi ta mư thay kế mùng cha lục cha pháp thịnh tăng cha tân a tay quan a lâu tằng mã tạo phục vô nô thiên chương soi ta mư bác cả xa phân bác quan xa cây lúc nam nhân chín thả lại tu còn nam soi hương mư lại tạm soi ta mư thấy kê sầm cha luận cha chú cha nghỉ cha thiên sinh thiên bao pháp sinh sinh phay sinh lý si sang cô ta na phục chính chung vân thông tham bi chô pháp bê cao vị chô tay soi ta mư bác cả xa khăn soi hương mư bác quan xa chô lúc nam nhân chính xa lại tu soi hương lại tạm soi xa mư say kê vị trang say kê mi an phụ tai ôm thông a thiên bê kê tai ôm năn kinh ba chánh tắc tạo linh hồn say kê khi dụng khi quang vì sinh chung pháp dùng pháp cùng vì mình chân sinh dùng sinh bằng phúc tụng pháp chi ba thiên thiên công hà linh vi sinh lý vi tư tên vi tình phương trọng tham vi chỗ pháp bê cầu vi chỗ thầy soi xa mư bác ca xét phân soi hương mở bác quan xa sổ lùng nam nhắn chín xa lại tu còn nam soi hương mư lại tạm soi xa mư thay kế hồn cha chu cha cục thay kế mẹ thay luôn thay mô cho thay tạo thay tiền thay pháp năng á xa nàng viên nàng tay quân dâm chết ra viên viên rồi thay kế tổ sư thánh sư pháp sư chữ vi vàng quan ba thoát ra pháp tạo sang pháp ba nguyên huyền lộc pháp vị huyền đơn xây kế chu cha tạo lên xây kế hôn sư trung thiên công hùng dị minh mã tạo phúc bồ lô thiên chứng trong tam bi chỗ pháp bế cầu vị chỗ thầy xây kê lông hết cục tam lỗ xây lông lông hết phổ tam tăng xoay xa mư bác cả xa khăn bác quan xa khảy xa khảy tu lớn phùng cha và vùng thề đục liêu hóa hộ liêu cha và liêu thề tam đăng tam nhị pi ti liêm cúc bồ chắc tỷ cơ chừng bồ chắc cơ mừng cơ quay chín bồ ngon non ti bồ ồn lão tam vi ti siêu lung khẩn tam ti đầy siêu tan lao kia dâm ký mà xăm dâm mang má chim bạc cả sâm dương bóc xa khăn bạc quan sâm dương và xa khay lông nam nhằng chín xa lai tu con nam soi ứng khinh lai tạm soi xa mư thấy kê hùng cha dừng cha sama cha pun cha la cha di cha lâm cha lương cha sam chấp tỷ phô sau cô kiên tăng lục lồ thấy kê sama tí tỷ phô vi nàn ma lăng cây ô ma cha cha đăng ti chúng sĩ tập cha đăng chú thế sông a khai tròn nến khai soi hương sông không tròn nế thùng soi xa soi xa mư bác cả xa căn bác căn xa khay lùng nam nhằng chín xa lại tu con nam soi hương lại tạm
soi ta cần xây kế ông cha cha khi cha lìa cha ó phụng cha tu tam bình bình thành bình quan tai chi soi ta mưa ba ca sệt quan ba can sệt cày lục nam nhân chín xa lại tu soi dương lại tam soi ta cần xây kế tu tam tường quan soi ương khấn tu nhà tường cả tường bình quan tường phép tu lầm quan tu mốc soi ra mơ tường cả xét cần soi ương mở tường quan xa khảy tường ca niệm chữ xây ra lòng tường quan niệm sự kinh ra lao chỉ xây cây ba ra tu dòm ăn chỉ luôn cày mặt ngà gom pot ma ca sầm dưỡng bốc xa quan bác quan sầm dưỡng và xa khảy lông nam nhân chín xả lại tu soi hương lại tam soi ta khana chăng ngạ bị ta âm soi hương thần chăng lâu tam bi soi xả thân cô chi na nha soi hương thân cô ta na tam soi ta khana na tạm sắp xin soi hương khấn nu xin ta màn đập mở tân lô cùi tân mơ soi lô kim lơ ba mơ xin ti lô ác khả mạc bô căm pa lìn dao khảy mau bô căm tao lìn xì nó ba mơ xin xì chích tân mơ xịt xì châu keo cơ ứng bao khảy tu nọc cũng khảy xà ba ca cây xa ni ca quang ba quan cây xa càng xa kít cây khâu tu mây bên vắt còm mừng cây khâu tu mây bên vừng ngóm băng bê na mi song sư bê lăng mi thị ngược song phân mi bên tan trong ngang mi bệt mà bên nốc dung bên xa bệt các bãi bên sung nông nam lầy mà khẩu sao mà bạc ông con nam lầy lúng khẩu sao lúng ba cà tình số chắp khẩu chưng bạc quan tiệt phượng lương khẩu tam lô nam lầy đây xa mà không con nam soi đầy hương ti mà khai kiểu này mà từng cái bạc quan tại đây mà từng nhà từng sinh bạc cà ba ca na công an pao nam nang công tang ti pao mon lục nam pao minh tim pao pao mơ say châu họ hùng cha ết ninh say châu thôn thi mơ pia bốc phà binh say chung thôn an yên mơ phà ba phà ma pia đầy lại đúng bao táp tài phung đầy lại lên lại con mơ táp an nơ say châu ti tóc ba cương say mi mương to ba mương bà thử lúc nam bao mình tìm bảo bảo mư say châu hộ dường cha nhi ninh bảo mư say châu hộ nghiền cha ết ninh say châu thôn si mư phía bóc phía bình say chung thôn nín mư pha và pha ma ba đầy lại lục bao táp sai phùng đầy lại lần lại con mơ táp an say chỗ tí tốc tí và tương mừng tốc mừng và thử lục nam bao mình thêm bảo từ con nọ chú cha ết ninh loa minh ona tiểu bố bay hào quang mê tham quay bố qua minh ona chiêu binh mà pháp lu quan bầu quan băng chiếu lùng từng pháp kê chiêu binh mà trang ngã tổ tin tại binh lùng trang lầu tổ phù mưa tài tê cầm in tường cha mưa xa tê cầm sung tường ca ba ca ti tốc ti pia cương bắc quan mường tổng mừng pia thư lũng nam bao minh tim bao bao mưa bị bao phùng ca ba phùng tử chi đã đang chi chỗ thì cây chất chết tam pi liên cúc bao minh tim bao họ phùng ca hót đang xa mệt cúc ti lên pia liễu
thì xăm đăng xăm nhị pi ti lên cúp bao mình nghe thế mà bao hồ bao mơ lục lưu hồ lưu cha xăm đăng đăng xăm sổ xăm nhị pi lên cúp đà na bốc thịt ếch cúp đền pi nhị đang đầy ếch pi lên cúp bao mía thế mà bao hổ bao mơ mừng xếp xí lơ bao mơ tạm thổ công mơ chấp xí xí thổ công a làng lầm thôn lâm còn công ban phố nằm mề nai cai mư mề cồn thổ tí côn nô bản kinh nương thổ công côn nô phổ u lơm chân bốc na chủ năng bay cốc cần quản tì xin phiêu lơ phiêu này tì khâu sân thổ tì bay này tì khâu tam thổ công lộc nam mau thổ ký chứng minh con nam mau thổ công chứng kiến khâu ngoa te cháo con cha tin chào chớ đầm thầu năm ly đầm chung chi tàu óc họ phúng cha đi ba cô tổ ông mang ngõ phúng cha ba phúng thề văn này ra chết bể một văn này văn châu hà mi khẩu phước khẩu a văn khẩu than khẩu ma ban chơi cõi tu lớn nọ phúng cha bồ đầy mình phệt cha chết mình bồ đầy bình an coi thì chớ chơi mừng cờ cây tổ tiên nó phùng cha và phùng sĩ thầy tu ốc song phát tác kinh cử trong thiên na tu đơ bồ đầy ra tu na bồ đầy cho thầy tu song phát tác kinh cử trong thiên xa bừng sai tô mà bừng xa tô kèo khẩu tu lớn phùng cha và phùng sĩ tì cơ chương mừng cơ sô tì cơ chương mừng cơ tì chết thế lăng ti lục a bóc kinh vô ngon non ti bồ ồn lao a tăng hết thăng thiên tăng kinh sang chính lao mơ ti phân mồ lục làn lao mơ ủ phân san nam tâm a con đầm on a tổ tiên phung cha và phùng thề bà cô ông mang tu lớn a đầy minh pep cha chết đầy bình an ô a phùng cha và phùng thế thi đăng chết ta sam pi lên khúc la wa khúc mỹ kiến niên mỹ hàn khúc ba mỹ kiến niên mỹ hàn chết chip sam pi ti lên khúc lão sam vi chiu nung khẩn sam ti chiu san nga mi la na bao phùng cha và phùng thế đầy tham nhị pi lên khúc lao khúc mì kiên lao niên a mì hàn đô a liu a hộ a lùn liu cha ba liu thề đầy tham nga ra nhị khúc ti lên kia liu cha sa ma đăng tham nhị pi lên khúc lao a khúc mì kiên niên mì hàn lao tham vi chiu lung cân tham ti chiu thân lao sổ nay bàng đằng nay on kinh khẩu khiu dài kinh ngài khiu mốc cha na chơ liu cha kinh khẩu khiu dài kinh ngài ti khiu mốc kinh bồ ngon non a ti bồ sa bưng sai tô mà bưng sa tổ tèo hồ á họ nhà nhà họ phùng đấy nhá. Được ông được 73 tuổi là bây giờ khỏe mạnh nhưng là năm nay cũng có hạn đấy nhá. Ông bố đẻ của mình ấy, bây giờ vẫn khỏe mạnh bình thường thôi nhưng mà tháng 11 này khúc mình kiên niên mì hạn ấy, là sang tháng 11 này nhá là ông có một cái hạn đấy nhá. Biết chưa? Bây giờ thì chưa có gì đâu, vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh nhá. Nhưng mà đến tháng 11 này là có hạn. Đấy, hạn là hạn quan quỷ quan xương bị đau này giải. Nếu mà làm lễ cho ông được thì giải bạch hổ cận tài đi nhé. Bây giờ vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề. Nhưng mà đến tháng 11 này ông mới có hạn nhé. Ông bố đẻ đấy, có hạn vào tháng 11 nhé. Ở nhà gia sự thì cũng được, cũng làm ăn, cũng vẫn là làm ăn được thôi, cũng bình an thôi. Nhưng mà về phần mồ mả gia tiên này bị đồng chạm nhé. Mày tắc lồng canh tâm đánh lồng tố à. Đấy là phần gia tiên tiền tổ mình nhé. Có được trồng cây, chặt cây vào đấy không? Có nhà.
nó ngả cây đấy, nó sang vào mộ của mình ấy, được chưa? Nó bị phạm về mồ mả ra tiên tiền tổ, nó chưa? Thế nó bị động động mồ động mả một tí rồi nhá. Về phần ra tiên tiền tổ mồ mả là bị động chạm vào đấy, người ta ngả cây vào nhưng mà nó ở gần nhau. Hai nhà là hai anh em ruột, nhà dưới ngả cây. Thì nhưng mà biết là nhưng mà nó ngả cây là vào chỗ mộ ấy, gần mộ ấy, nó bị phạm vào mộ mả, mồ mả ra tiên tiền tổ nhá. Đấy là phạm mộ thì mình phải có cái lễ đi để xin các gia tiên tiền tổ, xong rồi tạ mộ tạ mả lại đi. Đấy, phạm về mồ mả gia tiên nhá. Mà nói rõ hơn đúng không ạ? Mộ như là mộ nào? Thì phạm về mồ mả gia tiên tiền tổ, mộ các ông cụ mình ấy. Thế phải không? Là mà cái chỗ đấy là mộ gia tiên tiền tổ, ba đời tổ tiên của mình ấy. Là ở đấy, là nó chặt cây ở đấy, nó phạm vào đấy, đúng chưa? Gia tiên tiền tổ ấy, phạm vào mồ mả ba đời gia tiên tiền tổ của dòng họ mình ấy nhá. Chặt cây ở gần đấy mà, xong rồi nó ấy vào, có đúng cái chỗ gia tiên tiền tổ đấy có không? Có. Đấy, chặt cây đổ vào đấy rồi, mới phạm mồ mả gia tiên tiền tổ ba đời ấy nhá. Đi một nửa đi cái đấy, nếu qua người ta được xem, người ta mang đến. Còn này, đây là phạm về mồ mả, nó mới bị động chạm thôi nhá. Động chạm về mồ mả. Có gần đấy, cái thần gì mà không biết mồ mả nhà mình không biết mà. Chặt cây gần đấy mà, phạm về mồ mả các cụ ấy. Nó bị động mồ động mả đấy. À, nó động mồ động mả ấy, nó xuống đấy, gần đấy, nó phạm vào đấy. Phạm về mồ mả ra tiên tiền tổ nhá. Nam mô ca hộ phùng cha la phùng phê. Hô ca đăng đăng ngục sổ tha mết pi lên khúc lao khúc khẩu kiến niên khẩu hàn. Bốc đẩy khôn ngàn và đầy khôn khéo hết lăng cung lì chi lăng cung bên này. Bốc đẩy khôn ngàn và đầy khôn khéo. Năm nay 31 tuổi nha. Bốc này đẹp cũng như thế này. Cô cháu 31 tuổi này à, năm nay là không có sợ hạt mấy đâu nha. Cháu ấy vẫn được khỏe mạnh làm ăn nha. Bởi vì là người ốm thì chỉ có vợ cháu ốm thôi. Còn cháu thì không ốm, ông không ốm, được khỏe mạnh, không ốm nhá, hai ngày này không ốm đau gì đâu nhá. Sao mẹ đã cúp lệnh pi lao khảo cần sự cần tổ nhá. Nhưng mà cháu có đi làm công, cháu đẻ ngày bao nhiêu? Tháng 11, ừ. Đi làm đi ăn thì vẫn làm ăn được, nhưng mà nó người nó không được thoải mái lắm đâu nhé. Nhưng mà cải cái quan cho mình, cải căn mình cho mình tỉnh táo hơn. Nhiều khi mình cảm thấy làm ăn nhưng mà hay mơ màng ấy, mông lung. Sao mới biết câu mông lung này? Là tại vì mình không hay chi phối nhiều. Mông lung, mơ hồ, mơ màng nhé. Như cung cái bản mệnh mông lung này đi cho nó tỉnh táo thì làm những công việc gì nó cũng dễ hơn đấy. Mà tính toán nó thông minh hơn, nó như thế à? Bởi vì là cái quan, cái bản mệnh mình vào quan mùng lùng ra rồi ấy. Cứ làm cái gì nó không thấy, cứ thấy mơ mơ màng màng, công việc nó cứ ảo tưởng, đắn đo lên, đắn đo xuống. Đi vào lại muốn bảo mồm thì nói đi, nhưng mà đến lúc ra lại không muốn làm nữa, không muốn làm cái công việc đấy nữa. Đấy, nó bị mùng lùng lắm nhá. Để trải cái quan mùng lùng kia đi, trải đi để tỉnh táo hơn đi. Mình để nó ám ảnh vào nhá, không thì cứ bị chi phối thôi kìa. Chạy mình lùng sang sinh sang lục. Cải đi cho nó tỉnh táo nhá. Tổ lên nó phụng cha mình phẹt cha chết đầy bình an. Tổ lên làm như thế thì mới có tiền có tài. Giống như cứ làm xong rồi tiền mình cứ có xong lại tiêu, thì nó cứ đi đâu xong rồi chính nó không ra. Nó bị mơ hồ nhá. Giải quan mình lùng đi nhá. Giải quan mình lùng cắn chính cắn ạc bá nhá.
họ phung cha trăm mét tì tì định cúp. Còn năm nay hạn gì nó cũng không có hạn nặng lắm đâu, gọi là nhẹ thôi nhá. Nhưng mà có mỗi vào quan mùng lùng, phải cải cái quan mùng lùng ấy đi, đi để cho mình tỉnh táo đi. Ô đi uống trà và đi uống trăm đăng đăng thẳng. Nhưng mà như người dân ta, người Kinh này này, có đi giả lấy mẹ sinh bao giờ không? Muốn làm được ăn thì giả lấy mẹ sinh, cầu lộc cầu tài, đi làm ăn nó mới đặng. Nhưng mẹ sinh nhỉ, mẹ sinh mụ sinh của mình thì mình chưa được giả bao giờ đâu nhá. Giả lấy mẹ sinh đi. Kể cả bây giờ cháu vẫn làm ăn được mà, cháu vẫn làm, vẫn có tiền, con cũng làm ra của có tiền đấy, nhưng mà không giả được lễ. Thì là cứ có làm được có, nhưng mà nó chưa được nhiều. Muốn được nhiều, muốn giàu sang phú quý, nhiều tiền ra bình an nữa thì trả lên mẹ sinh cho tỉnh táo, giải quan mùng lùng đi cho mình đấy, thì làm gì thì nó thoải mái hơn đấy, đất tài sai lộc hơn. Ừ, đấy. Là mình giả được lễ thì mình có đắc lộc đắc tài. Bưng sai tô mà bưng ta tiểu tiểu họ lưu cha và lưu thể tham đăng đăng tham sổ tham chỉ ba nhị pi lên là khúc lao khúc khẩu kiến lao nên mình ti khẩu hàn bò này đây khốn ngàn và đây khốn kéo hết ra lăng cùng lì chi lăng cung bên này lao tham vi họ lưu cha xa đung khẩn tham lao siêu tan lao thâu ốc ao vi bảy cam ao khăn bảy cồn lao tham vi lộng ti tăng tăng ti lô lao tham vi mơ khai tiểu nghìn tham khăn mơ tăng tiểu tử kiến vô ngon non ti bồ on họ liu cha va ti liu thị lao thổ bang đang on. Người vợ này họ Lưu này dân tộc à? Vâng, dân tộc Nùng. Ở tận đâu? Ở Lâm Thổ, Lâm Bình. Ừ. Cái người này ít nói lắm nhỉ? Vâng, phải. Chả nói chả năng. Cứ là người dưới mồm. Ừ. Không phải dưới mồm đâu. Mà không phải dưới mồm đâu. Mà nó không nói mấy. Mà nó nói kiểu nói ra ấy. Thì như là thật thà. Như mình gọi là nó thật thà. Thì như thế. Ừ. Nói nào nói thế rồi nó không nói ấy đâu. Cái này nó là mùng lùng bả, bây giờ cháu phải cải nó đi cho nó đi. Không phải thỉnh thoảng nó cứ tùm tùm tìm tìm ý. Cây tùm tiêu, cây tìm bên này này. Vâng, cháu hiểu rồi. Được chưa? Vâng. Phải dài đi, không phải mà, nếu mà không dài được cái quan mùng lùng bả này ý, nha. Thì nói ít nữa này, bây giờ mới 32 tuổi, mình không dài được quan đi cho ấy. Tầm 39-40 tuổi là nó dở điên. Nó khác không khôn xuống tỉnh nữa. Nó càng ngày nó càng nặng nó là như thế. Là họ Lưu. Ờ, đây là họ Lưu, không phải cháu đâu. Rồi. Cháu khôn lắm, cháu xanh mồm lắm. Nhưng mà cái đứa vợ này là không được. Cái cháu làm mùng lùng là cháu quên thôi. Mùng lùng thiệt táo là cháu quên công quên việc là làm nó có mơ, nó mơ hồ mùng lùng cháu khác nhé. Nhưng cái người vợ của cháu này, 32 tuổi này, nó vào mùng lùng quan xung quan bả. Đấy, ít nói, ít tiếp xúc, không cần nói nhiều. Mình bảo nó giữ khẽ dưới mồm với miệng, nhưng mà nếu lúc đó ở nó khách tùng tìm, nó cười, nó khách nghĩ kiểu khác. Đấy là mình phải giải đi, giải đi cho nó. Mai sau nó tỉnh táo. Nếu mà không giải được ấy, nó càng vào tuổi cao ấy, nó khách có con bị mồm, bị miệng xong ấy. Nó đi nó không biết lối về, nó phải khách đi làm hay đàn tiếng. Bây giờ thì nó chưa bị, nhưng mà đến bắt nó không giải được ấy. 6-7 năm sau thì nó nặng, nó mới đi. Đấy. Đi là quên đường về đấy. Chẳng phải mai kia nhưng bây giờ cháu cũng thấy rồi. Phải nói xa thế, chả nhẽ nói ngay thì cũng được ấy. Đây là nó vào quán như thế. Đây di cung cho nó. Nó cứ đi đâu nó cứ ngơ ngác ngác thế này. Đấy, đi làm mình cái gì nó cũng hay quên này. Mùng lùng. Nhưng mà kiểu là nói với người Kinh dịch ra đó là quan đần độn, nên nó ám vào bản mệnh, gọi là ông quan đần đấy, làm cho nó đần. Người ta cũng thấy rồi, không làm được ý nghĩa làm bây giờ nó còn biết, nếu mà không làm được đến
ở cùng nhau trong viên. Ê, nhưng mà bây giờ nó mới chớm thôi, nó còn đỡ. Nếu mà để lâu quá nữa nó nặng đi là nó lúc đấy nó nặng quá là nó không biết đường đi, không biết đường về nữa đâu. Nó khách bỏ đi linh tinh, nó nhược ngơ nhận dọc đường ấy. Bây giờ cháu đã thấy rồi nhưng mà nó mới chớm này. Nó nặng quá là không được. Đấy, mình luôn căn súng căn bạc á. Tham nhị pi linh cúp thiếu lễ mê tinh cung sinh. Mê sinh pan sa na pan đan. Bây giờ cái người nó như kiểu là bùng bùng béo béo phải không? Nhìn nó không khỏe. Nhưng mà nó nhìn nó bùng béo ấy. Nó không được khỏe. Bởi vì là cái vía của nó là gã về Long Vương tứ phủ rồi. Ừ, vía này đi theo về Long Vương tứ phủ rồi nhé. Cho nên ăn ở ăn nó không ăn, ít nói ít ăn, ăn không ngon, uống nước. Nó hay uống nước lắm. Uống nước, uống canh, uống cái gì này nó hay uống. Ăn cơm thì ít, nó uống nước thì nhiều, vẫn như thế. Xong rồi không ngủ được. Bây giờ cái phía nó đi về tứ phủ Long Vương rồi. Bây giờ phải làm lễ ngay đi để chuộc cái phía lên đi giải cho nó. Chân chư tham vi mơ khai tiểu nghìn mơ tăng tiểu tử. Tham vi xỉu lung cắn tham tì đầy xỉu tan. Tham vi lạc mơ tí phần mô khăn tham mơ tí ổ phần tham tham vi mơ bên cầu phàng khăn tham tí mơ tặng tai tai. Ô vi a tí mạ phân này khăn mạ ơ. Đầy âu đầy này tì âu tân na na bọc cỏ đường ta và liệu thề trên bố ngon non tì bố on. Đấy bây giờ nó cái bản mình nó không đủ vía đâu, nó bị lạc xong nó càng ngày nó càng yếu, con người nó không được khỏe, nó bùng beo xong rồi hỏi tôi mới nói, không hỏi chả được trả lời đâu. Có đúng không? Đấy hỏi mới nói mấy câu mới nói, còn không trả lời đâu, cứ ở như thế sầm sầm xì xì nha. Mà gần nói chuyện với nó à, cái mặt nó cứ cúi gằm ấy, đúng không? Có gì thì cứ nói một lời, chả biết hơn rồi không nói gì. Ừ, nó sợ nói gì. Nhưng mà nó ăn cơm ấy, có lúc thì ăn nhiều, có lúc chả ăn đâu, đúng không? Hả? Cứ ăn là cúi đầu ăn, chả nhìn ai đâu, kệ. Ăn xong rồi thôi. Cứ kệ ai muốn làm không để ý đâu hả? Bây giờ nói thế này nhé, ở gần đấy cũng có người không tốt đây. Ở xóm ấy. Có đúng không? Có người không tốt đâu, nói theo rồi nhé. Giải nó đi. Nếu mà đi chỗ khác lại bảo là người này bị trầm cảm rồi cái này. Cái này là bụi mạo đấy ạ. Bụi bạm này ở đây có người không tốt nó theo. Quỷ ta nó theo. Xong giải nó đi cho nó tỉnh táo. Đấy. Cứ ngầm ngầm. Hỏi chuyện, nói chuyện chả thưa, chả rằng, chả nói gì, cứ lầm lì lì. Không ấy, chả sai, nó cứ như thế, thành ấy, mỗi lần ấy, nó cứ như thế. Hả?
kiểu như hương giờ đó mà mình làm cũng không được, cái này cái kia làm đấy, mình tiền làm kiếm được, phát cái tiền cái này kia cũng tăng ba nó ảnh hưởng thì thế chính là cũng ảnh hưởng một số có đấy. Nhưng mà cái vợ nó vào cùng và cái quan đấy nó nặng rồi không giải được ấy. Cứ để lâu lâu là nó khắc đi lung tung ấy. Nó khắc đi ấy. Thế là vẫn động đến mồ mả không ạ? Ừ, động tràn vào mồ mả ra tiên hạ vào. Thì cái đấy cũng ra kiểu ừ. Chứ còn nhà cửa nó cũng bình an đấy mà. Cứ bình thường vẫn làm ăn chứ không phải bị ốm đau nặng nhọc gì đâu. Đấy, nhưng mà phần mồ mả ra tiên là nó không được đăng, là nó bị phạm mộ hoa mả. Phạm mồ mả ra tiên về các ông nội ấy, ông nội của mình ấy, đấy là bị phạm về mồ mả đấy. Thế bây giờ mình ra mình tạ mồ mả lại, lấy ngựa ra, đấy bị động là phải ra đấy xin tạ mồ mả, xong dâng sao giải hạn, thu lại vía lại cho nó đi, đấy giả lễ cho mình thu vía cho nó, mở cung tài khai cung lộc cầm. Để cầm tiền, cầm các thứ mình mới có. Mình không chịu làm về cái vấn đề này. Bộ sinh, bộ đẻ đó. 12 bà bộ sinh sinh ra mình đấy. Nhưng mình cũng chưa được giả lễ lần nào. Đấy. Chứ còn nhà cháu không phải là không làm được tiền đâu. Cũng có làm ra tiền ra của. Cũng khỏe mạnh thôi. Nhưng mà nó chỉ phạm về phần mồ mả đấy là nó nặng này. Với lại cái bản mệnh của người vợ này này, 32 tuổi này. Nó về quan bả, cái ông quan đần ấy, nó ám ảnh lâu, mình không giải được bao giờ. Đấy, nó về nó cứ làm cho mình đần độn, xong mình không khôn, xong rồi mình khắc ngơ ngác, xong rồi giả hơi giả hồn. Không thưa, không rằng, không muốn nói. Đấy, cứ ngồi thở dài, thở ngắn, nó linh tinh ấy. Đúng không? Cái này giống bẩm quá, cũng như tập đấy. Chị mới bảo mà nặng nặng hơn kinh nó mà. Nặng hơn mà đấy, nghe nghe nó nói là dân dài ừ, đấy kiểu không chậm chậm tính kiểu cứ ngồi kiểu đấy. Ấy. Cứ nghĩ lung tung nó không thoát ra được ấy. Trong đâu với đâu đâu được câu nào câu đấy là tha dài ừ. Đấy lỗi cả lòng thế về nó khác bị như thế, nó ám ảnh rồi, mình giải lê đi, giải đi cho nó. Đấy, để cho nó tỉnh táo. Không chạy được, nó khác thế. Bây giờ ấy, còn giải thì còn lấy được, thì không phải là đồ ấy lắm đâu, thì mua lấy con gà trắng này, mang đi chạy cho nó. Giải con gà trắng đi, giải về mùng lùng quan sung căn bả mang đi vào bụi cây đi giải đi để cho nó tỉnh đi. Giải đi nó mới tỉnh dần, càng không giải được càng ngày nó càng mơ hồ càng ngày, rồi đến lúc đi lại còn đi tìm cả nó nữa còn chết trông con, xong rồi đến mấy năm nó ngơ ngẩn nên là đi tìm nó nữa là cái khổ rồi.